Chào mừng các bạn đến với 15 phút hiểu ngành. Chúng tôi có những khách mời đặc biệt, họ là những người giàu trải nghiệm, sẵn sàng chia sẻ, bật mí những góc nhìn thú vị về các ngành nghề, giúp các bạn học sinh thêm hiểu hơn về ngành học mình yêu thích. Số phát sóng này, hãy cùng chúng tôi gặp một khách mời trẻ, người đã có một số thành công nhất định với ngành ngôn ngữ Anh từ rất sớm. Hãy cùng chào đón chị Đào Quỳnh Giao, hiện là quản lý chuyên môn học thuật tiếng Anh tại hệ thống trường học quốc tế Novakid và đang sở hữu một trung tâm tiếng Anh mini. Chị là Đào Quỳnh Giao cùng với chương trình 15 phút hiểu ngành sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Trong khoảng 3 năm trước thì ngôn Anh vẫn được đánh giá là một ngành học triển vọng và khác nhân lực. Điều này có còn đúng ở hiện tại không theo chị? Bên cạnh những ngôn ngữ khác, ngôn ngữ Anh là một ngành học quan trọng không những ở Việt Nam và còn cả những nước trên thế giới. Đây là một ngành học có nhiều tiềm năng, không chỉ với thời điểm hiện tại và còn cả trong tương lai. Vậy thì thách thức đặt ra cho các bạn sinh viên đang theo học ngành này là gì? Liệu có khi nào ngành học này bị xóa bỏ không theo chị? Thách thức của những bạn sinh viên khi học ngành ngôn ngữ Anh, các bạn cần phải trau dồi kiến thức chuyên môn, bên cạnh đó cần phải có thêm kiến thức và kỹ năng mềm. Các nhà tuyển dụng thường yêu cầu các bạn sinh viên không chỉ có những số điểm cao, mà bên cạnh đó các bạn cần phải có những trải nghiệm, những kinh nghiệm giảng dạy và đứng lớp. Bạn sẽ tham gia nhiều dự án, có tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được các khả năng của mình. Thường thì những bạn sinh viên, những ngành khác đều học tiếng Anh. Tuy nhiên, các bạn sinh viên ngành ngôn ngữ Anh được trải nghiệm, được học nền tảng chuyên sâu, cách phát âm, các văn hóa của đất nước. Điều này sẽ giúp ích cho các bạn trong cơ hội tìm kiếm việc làm. Theo cá nhân chị nghĩ thì ngành này không thể xóa bỏ ở thời điểm hiện tại. Vậy thì tiếng Anh của đại học, đặc biệt là tiếng Anh của ngành ngôn ngữ Anh, có gì khác so với tiếng Anh của bậc trung học phổ thông? Tiếng Anh ở bậc trung học phổ thông, các bạn cũng có thể học được 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Nhưng mà thầy cô sẽ chỉ chú trọng đến kỹ năng viết và ngữ pháp. Nhưng khi các bạn lên tới đại học, trong 4 năm các bạn sẽ được ôn tập từ 2 năm đầu về kiến thức cơ bản, nền tảng và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Các kỹ năng phát âm được học lại kỹ hơn. Và từ năm 3 đến năm 4 các bạn sẽ được học thêm những cái kiến thức chuyên ngành để các bạn có thể định hướng vào nghề nghiệp tương lai của mình. Trước đây ngành ngôn ngữ Anh chỉ có 2 chuyên ngành là dịch thuật và thương mại. Tuy nhiên hiện tại với tốc độ phát triển hiện nay thì ngành ngôn ngữ Anh đã có đa dạng chuyên ngành cho các bạn chọn hơn, có du lịch, có thương mại, giảng dạy. Các bạn sinh viên có thể lựa chọn chuyên ngành phù hợp và theo đuổi đam mê của mình. Vậy với những bạn chọn ngôn ngữ Anh chỉ vì nghe ngành này có tiềm năng, theo chị điều này có nên không? Theo cá nhân của chị thấy thì điều này nên, bởi vì đây là ngành học cần sự chăm chỉ, cần cù. Những bạn có sự kiên nhẫn khi theo ngành này, các bạn có thể có nhiều sự lựa chọn trong tương lai. Các bạn có thể lựa chọn làm công ty, lựa chọn làm du lịch, lựa chọn làm văn phòng hoặc giảng dạy. Cơ hội việc làm sẽ mở ra nhiều cho các bạn khi các bạn chọn ngành ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, các bạn cần phải sắp xếp thời gian hợp lý, có lộ trình rõ ràng trong việc học của mình thì chắc chắn các bạn sẽ qua được 4 năm đại học một cách dễ dàng. Đối với các bạn trẻ sắp phải chọn ngành ngôn ngữ Anh, chị muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ, những cái nỗ lực mà các em bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Với hiện tại, chị có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài, có thể kết bạn bốn phương trên Facebook coi phim mà không cần việc sub tiếng Anh. Đa số những bạn sinh viên ở năm nhất, các bạn còn hơi lơ là việc học, bởi vì mấy bạn nghĩ là đã qua cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, kỳ thi đại học, các bạn tự cho mình cái khoảng thời gian nghỉ xả hơi. Tuy nhiên việc này rất là nguy hiểm đối với những các bạn có thể rớt môn bất cứ lúc nào. Các bạn sẽ phải bỏ ra cái quỹ thời gian để học lại những môn tiếp theo. Bên cạnh đó thì các bạn cần phải chú trọng các kiến thức nền tảng từ năm nhất, năm hai để có được một cái số điểm tốt để sau này có thể ra trường để kiếm được một công việc ổn định cho bản thân. Đây là ngành học mang nhiều tiềm năng và cơ hội cho các bạn trẻ. Các bạn nên đầu tư thời gian và công sức thì chắc chắn các bạn sẽ được thành công sau khi ra trường. Là cựu sinh viên và đang theo học thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh, chị có thể chia sẻ những trải nghiệm chị đã có với ngành không? Để nói về những trải nghiệm của ngành ngôn ngữ Anh thì phải nói tới năm tư đại học, chị đã được nhận vào những hệ thống lớn của Tuệ Đức Global EcoKids mà không thông qua vị trí trợ giảng. Khi chị còn là sinh viên năm tư, chị đã từng trải CV ở rất nhiều doanh nghiệp và rất may mắn được chọn. Sau khi thông qua vòng tuyển chọn, chị đã rất được may mắn được nhận vị trí giáo viên chính thức. Nhưng sau quyết định cuối cùng, chị chọn Global EcoKids là nơi chị làm việc và học hỏi. Sau những năm tháng gắn bó, chị đã tích lũy thêm kinh nghiệm của mình. Hiện tại, chị đang giữ vị trí cố vấn chuyên môn cho trường quốc tế Novakid, tham gia và training cho tiếng giáo viên tiếng Anh. Năm 2020, chị đã thi và nhận chứng chỉ bằng giám khảo Cambridge. Và hiện tại, chị sở hữu một trung tâm mini online với hơn 30 lớp. Các học viên đến từ các nơi trên thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,
hoặc là Cần Thơ, Long An. Vậy thì nói về đam mê, điều gì ở Ngôn Anh cuốn hút chị nhất? Làm sao để xác định hướng đi cho mình? Khi chị còn là sinh viên thì chị đã muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh dạy trẻ. Khi năm 3 và năm 4, chị đã chủ động tìm kiếm những lớp nhỏ, những lớp dạy gia sư để có thể trau dồi thêm kỹ năng sư phạm của mình. Và năm thứ 3, chị có đã từng đi làm nhiều công ty và chị cảm thấy rất là nhàm chán với công việc của công ty. Bên cạnh đó, chị cũng có đi dạy gia sư thì chị cảm thấy niềm đam mê dạy học nó trỗi lên khi mà mình gặp học trò. Điều đó khẳng định là đây là hướng đi tốt nhất nếu mà mình chọn trở thành giáo viên. Từ khi là sinh viên năm 4, chị đã có rất nhiều cơ hội được chọn làm giáo viên chính không qua chạy dạng ở rất nhiều trung tâm. Thế thì cảm xúc của chị lúc đó ra sao? Cảm xúc đầu tiên là rất là vui và bất ngờ khi mình đã vượt qua được rất nhiều ứng cử viên để mình được có được cơ hội này. Sau một cái khoảng thời gian mà suy nghĩ thì chị đã quyết định chọn gắn bó với lại trường quốc tế Global Eco Kids để học tập và giống như trải nghiệm thêm, tích lũy thêm cái kỹ năng làm việc trong một cái môi trường quốc tế như thế nào. Điều đó cũng là cái hành trang để tiếp bước cho những cái tương lai sau này. Sau cái cảm xúc mà bất ngờ và vui sướng thì sẽ là một chút lo lắng và hồi hộp khi mà mình đặt chân vào một cái môi trường mới vừa lạ lẫm vừa chuyên nghiệp như vậy. Liệu là mình có đủ bản lĩnh, đủ kỹ năng, đủ kiến thức để vượt qua hay không? Nhưng mà cũng trấn an lại bản thân là chỉ cần cố gắng và làm hết mình thì sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Ngoài những kiến thức và trải nghiệm về nghề nghiệp, thời sinh viên của chị có hoạt động ngoại khóa hay sinh hoạt thú vị nào khác không? Ngoài học những cái kiến thức ở trường ra thì chị dành thời gian tham gia câu lạc bộ một tuần hoặc là một tháng một lần, tham gia những cái buổi workshop hoặc là đi cà phê kiếm giáo viên nước ngoài hoặc là kiếm tay để mình nói chuyện để trao dồi thêm tiếng Anh. Khi chị học năm 2014-2015 thì câu lạc bộ thời điểm đó chưa có phát triển như bây giờ. Các bạn chỉ có tạo thành những group nhỏ và có những cái hoạt động vô cùng là vui vẻ. Ví dụ như là đoán từ, đoán chữ, trải nghiệm về những cái ẩm thực. Hiện tại thì câu lạc bộ ở trường đã phát triển lên rất là nhiều, trao đổi sinh viên ở nhiều quốc gia khác nhau. Và bên cạnh đó các bạn được học và nâng cao các kiến thức thông qua những cái chứng chỉ ở nước ngoài. Điều này rất là bổ ích cho sinh viên ở thời điểm hiện tại. Vậy thì đã từng là sinh viên của ngành ngôn ngữ Anh, có khi nào chị nghe những cái lời than thở vui về ngành học này không? Lời than thở thì rất là nhiều, nhưng mà thường thì môn dịch thuật quá khó, môn chuyên ngành quá khó, hay là năm 3, năm 4 thì lịch học những cái môn nhiều, các bạn không thể đi làm, dành thời gian đi làm được. Thì cái cách tốt nhất để các bạn có thể vượt qua được năm 4, vừa đi làm, vừa có thêm trải nghiệm, vừa học tốt, thì mấy bạn phải chịu khó sắp xếp thời phát biểu hợp lý, lộ trình rõ ràng thì các bạn sẽ có kết quả rõ ràng. Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh vô cùng sợ là môn học đó gọi là linguistic. Trong cái giờ học của linguistic thì các bạn sẽ được học về ngữ âm chẳng hạn, viết câu. Tuy nhiên các bạn phải học phân tích câu và vẽ sơ đồ cấu trúc câu. Điều này rất là khó khăn đối với những bạn học sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Vậy quan điểm của chị về những điều này là gì? Và cách thức để chị vượt qua nó ra sao? Khi tham gia 4 năm học thì cũng có đôi khi chị cũng có gặp những khó khăn về những môn học. Ví dụ như là môn translation, những môn business. Đây là môn học khá là khó, vì vậy chị đã sắp xếp lộ trình thật là hợp lý. Thường thì 2 tuần đầu khi đi học chị sẽ chú trọng vào những cái phần lý thuyết, những phần sau mình sẽ chú trọng vào phần bài tập. Bên cạnh đó thì mình sẽ tổ chức những buổi học nhóm, học team để mình có thể trao đổi với bạn bè về những khó khăn và môn học. Thường thì các bạn sinh viên cố gắng sắp xếp thời gian đi học đầy đủ là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, các bạn phải biết cách thắt nót, ghi những ý chính. Thứ ba, các bạn biết hệ thống kiến thức của mình. Và thứ tư, các bạn phải biết sắp xếp lộ trình học làm sao cho hợp lý. Những bạn sinh viên năm tư khá là cực nhọc trong cái việc vừa hoàn thiện cái chứng chỉ ngôn ngữ thứ hai cũng như là những cái môn chuyên ngành để đạt điểm cao, và có nhiều bạn sẽ theo khóa luận nữa. Thì làm thế nào để các bạn vừa đảm bảo được việc học với việc đi làm? Mấy bạn cần phải ôn tập cái ngôn ngữ hai, ngoại ngữ hai từ khi mấy bạn học bước chân vào đại học, để mấy bạn không bị mất căn bản của ngoại ngữ hai. Sau đó các bạn chỉ cần ôn luyện và có thể dễ dàng đạt được cái mức điểm tối thiểu để ra trường. Còn đối với việc đi làm, các bạn không thể nào mà đi làm xuyên suốt một tuần được. Các bạn phải chia nhỏ thời gian, các bạn có thể làm part time. Đối với chị, khi năm 3 chị đã bắt đầu đi làm thêm, chị đã sắp xếp thời gian biểu hợp lý để mình có thể vừa đi làm vừa đi học. Thường thì chị sẽ tham gia lớp học vào buổi sáng và buổi trưa, sau đó về nhà và ôn tập và xác nó bài kỹ lưỡng.
và buổi tối thì dành thời gian để ôn bài hoặc là những buổi cuối tuần dùng để đi dạy kèm để nâng cao những cái kinh nghiệm của bản thân. Lịch học không quá dày nếu các bạn biết sắp xếp và các bạn có thể đưa ra lộ trình học hợp lý, vừa có thể đi làm thêm, vừa có thể tham gia việc học ở trường là chuyện rất bình thường. Các bạn hãy cố gắng nỗ lực trong 1-2 năm đầu để có thể có được công việc làm ổn định, và các bạn hãy chuẩn bị cho mình một CV thật đẹp, một kiến thức vững chắc. Có được công việc ngay từ năm tư đại học, chị tìm tới cơ hội hay là cơ hội chủ động tìm đến chị? Cả hai luôn, tự chị tìm cơ hội và cơ hội cũng tìm tới chị. Khi chị là sinh viên năm tư, chị đã chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức nền tảng được học từ nhà trường. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm tích lũy từ việc đi làm thêm đưa vào CV để tạo nên một CV đẹp là điểm sáng cho nhà tuyển dụng. Sinh viên có muốn trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội việc làm từ năm 3, năm 4 đó là điều không quá khó khăn. Các bạn có thể áp dụng những kinh nghiệm và kiến thức mình có để hoàn tất một cái CV xuất sắc. Bạn có thể gửi CV đó cho những trang web tuyển dụng và nhà tuyển dụng họ sẽ lọc những CV và sẽ có một cái buổi phỏng vấn. Các bạn sinh viên chỉ cần cố gắng hoàn tất được cái buổi phỏng vấn tốt nhất có thể, chứng tỏ cho nhà tuyển dụng thấy được cái giá trị của bản thân mình thì cơ hội sẽ tự tìm tới với các bạn. Vậy nhìn chung sinh viên ngành này sau khi tốt nghiệp có khó kiếm được việc làm không ạ? Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh không khó để kiếm việc làm. Các bạn có thể thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là kinh doanh, làm văn phòng, làm việc trong những tập đoàn lớn, những công ty, hoặc các bạn có thể trải nghiệm du lịch, ẩm thực, nhà hàng. Bên cạnh đó các bạn có thể học chứng chỉ và tiếp tục đi dạy giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm. Bạn sinh viên nên trở thành phiên bản đặc biệt nhất thay vì là phiên bản giỏi nhất. Đặc biệt nhất ở đây là mình phải có phong cách riêng về giảng dạy, chẳng hạn ngoại ngữ, hoặc là bạn có một cái sự tự tin, một cái khẳng định được cái giá trị bản thân của mình khi mình đi xin việc. Các bạn sinh viên ngành ngôn ngữ Anh hãy học hỏi và trải nghiệm thật là nhiều đi, bởi vì không, điều đó không quá dư thừa đâu. Các bạn đã được trang bị cho mình cái kiến thức tiếng Anh thật là vững chắc rồi, cộng thêm những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm tạo cho các bạn nhiều cơ hội tốt đẹp trong tương lai. Dù thời cuộc có như thế nào thì các bạn cũng có thể ứng phó được. Còn với sinh viên ngôn ngữ Anh HUTECH thì sao ạ? Các bạn ấy có điểm sáng gì so với những bạn sinh viên trường khác? Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại HUTECH có điểm khác so với những sinh viên trường khác ở phong thái tự tin, khẳng định giá trị bản thân đối với nhà tuyển dụng thông qua những kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng ứng xử, giao tiếp. Đây là điểm mạnh để các bạn có thể có cơ hội được nhận vào những tập đoàn lớn và những công ty đa quốc gia. Được biết chị có tham gia tuyển giáo viên cho trường mình công tác. Vậy dưới góc độ của nhà tuyển dụng, sinh viên ngôn ngữ Anh cần gì để có cơ hội ở vị trí giảng dạy ạ? Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh cần phải chuẩn bị cho mình nền tảng tiếng Anh và phát âm tốt, cần phải có từ 6 tháng tới 1 năm kinh nghiệm đứng lớp, cần có thêm những kỹ năng quản lý lớp học, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử và kỹ năng phỏng vấn. Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh trong suốt 4 năm được đào tạo rất bài bản từ nền tảng cho tới kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó các bạn đã được học chuyên sâu về các kỹ năng và các môn chuyên ngành. Để trở thành một giáo viên thì sẽ có môn giảng dạy tiếng Anh giúp ích cho mấy bạn sau này có thể ra trường và tìm kiếm được công việc giảng dạy ở một trường quốc tế. Đối với giá nhân chị là một nhà tuyển dụng, chị luôn ưu tiên cho những bạn sinh viên có thái độ làm việc tốt, có tinh thần cầu tiến và học hỏi. Bên cạnh đó các bạn có thể đồng hành và theo suốt với trường trong một khoảng thời gian dài. Nhưng vì sao phải chọn ngành ngôn ngữ Anh thay vì theo đuổi ngành học khác và học thêm các chứng chỉ tiếng Anh bên ngoài? Khác nhiều chứ, tại vì á, đối với cái sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, các bạn sẽ phải bỏ thời gian 4 năm. Trong 4 năm đó các bạn được học những cái kiến thức không những về nền tảng và được học những cái kiến thức chuyên sâu về phiên dịch, ngân hàng, giảng dạy. Và bên cạnh đó những cái chứng chỉ ở trung tâm ngoại ngữ nó không thể nào đáp ứng cho các bạn cái nhu cầu đó được. Những cái chứng chỉ trung tâm ngoại ngữ nó có thời hạn 1 năm tới 2 năm. Tuy nhiên các bạn phải thi lại, nhưng cái bằng của ngôn ngữ Anh, cử nhân ngôn ngữ Anh các bạn có thể sử dụng mãi mãi và không có thời hạn. Tuy là nó không có thời hạn nhưng không phải các bạn y điều đó và không trao dồi tiếng Anh mỗi ngày. Bởi vì tiếng Anh khi mấy bạn không trao dồi mỗi ngày các bạn sẽ quên lãng, và điều đó rất là nguy hiểm cho những cái bạn sau này sử dụng tiếng Anh trong công việc của mình. Vậy thì với những bạn trẻ sắp chọn và gắn bó với ngôn ngữ Anh, chị có lời khuyên gì đến các bạn ấy? Tất cả các bạn học sinh ơi, hãy cố gắng thật chăm chỉ, bền bỉ và siêng năng. Hãy trải nghiệm thật nhiều để gặt hái được những mục tiêu của mình nhé. Hãy cố lên, try your best. Cái chuyên ngành mà được giới trẻ ưa thích nhất và theo đuổi nhất đó là chuyên ngành về tiếng Anh giảng dạy và tiếng Anh thương mại. Bởi vì sau khi học hai chuyên ngành này xong, các bạn có thể dễ dàng tìm được việc làm ngay lập tức.